Xin kính chào các bác. Các bác có nhu cầu sở hữu những cái mẫu loa 99A các bác nhé, với những chữ âm ly săn xui. Đây bọn em sắp xếp rồi rất nhiều loa đẹp đấy các bác. Đợt này về rất nhiều loa đẹp các bác nhé. Đây là 9090 đây là 99A các bác. Đây trước khi em quay cái cặp này cho các bác xem này. Đây em bật đèn flash các bác nhé, bật đèn flash. Đó đây là trong em quay nhanh nữa các bác nhé, bởi vì là bọn em đang bóc hàng từ sáng rồi các bác. Đây đợt hàng Tết đây các bác, đợt hàng Tết để bán các bác đây. 661771 các bác nhá. Siêu đẹp các bác luôn. Đây em bật đèn flash các bác nhìn đấy ạ, nhìn được rõ những cái bụi của nó luôn. 5000 nick bâu dính này. Đó các bác, 5000 bâu dính, 5000 nick bâu này này các bác, rất nhiều các bác nhá. Đó bâu này giờ giá em để các bác chỉ có 17 triệu thôi các bác nhá. Giá rất rẻ luôn. Đó, còn cái bâu dính này để các bác giá chỉ có 22 triệu thôi các bác. Giá cực kỳ rẻ các bác nhá. Siêu rẻ luôn. Và 99A các bác nhá. Các bác nhìn này, em soi cái đèn vào cái màng nó các bác nhìn này ạ. Các bác nhìn cái phấn này ạ, cái phấn màng nó các bác nhìn này ạ. Cái phấn giấy của nó các bác, lông tơ tơ các bác nhá, không bị sơn lại các bác, cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bác mua cái màng loa 99A88A có phải có lông tơ như này các bác. Đấy. Các bác lấy này để các bác giá rất rẻ luôn. Nó có 99A này thì bình thường nó các bác phải mua tầm 45 đến 48 triệu rồi các bác. Thì em cứ để các bác giá cứ 41 triệu một cặp các bác nhá, để các bác giá Tết luôn. Đó có 1 2 3 cặp thôi. Cả nhà còn đúng 3 cặp rồi các bác nhá. Cứ 41 triệu một cặp rồi các bác ạ. Chưa đến 42 triệu các bác nhá. Bình thường em bán 42 43 các bác. Đó là rẻ nhất thị trường rồi. Loa đẹp như mới các bác nhá. Nhấn mạnh các bác là đẹp như mới luôn. Em sẽ vén cái góc các bác xem này. Loa này đẹp như mới các bác không phải bàn các bác. Đây này. Đó đẹp như mới luôn các bác nhá. Không chỗ nào tì vết luôn các bác. Đây các bác nhìn này ạ. Đây là em để cái chế độ flash thì các bác nhìn được rõ những cái. Đây, đây các bác nhìn này. Góc cạnh luôn các bác nhá. Đó. Nên là để các bác giá 41 triệu. Đó cứ 40 triệu mỗi triệu một cặp 99A này. Đó 1 2 có 3 cặp thôi các bác nhá. Nhanh tay. Đó những bác nào mà thợ hay là bác nào mà có nhu cầu sưu tầm các bác nhá. Các bác mua những cái 99A này siêu đẹp luôn các bác nhá. Đó. Đó. Siêu đẹp luôn, cứ 41 triệu một cặp cho em. Đó các bác. Đó. À, còn cái 5000 cái 771 này, 661 này thì bán rất rẻ các bác luôn nhá. 5000X này. Có 5000X bầu này có rất nhiều luôn, em có khoảng gần 20 con luôn. Các bác nhanh tay sở hữu từ bác thợ luôn. Giá chỉ có 17 triệu con bầu này thôi và 22 triệu con bầu dính các bác nhá. Đấy, thì em cũng bán các bác như vậy. Các bác có nhu cầu sở hữu những cái mẫu 99A hay là 88A các bác nhé. 88A thì giá cũng rất rẻ luôn. Đó, 88A thì hiện tại bây giờ cũng chỉ có 25 triệu một cặp rồi các bác nhé. Giá bao rẻ nhất thị trường luôn, siêu đẹp. Rồi, xin kính chào các bác nhé.